quý vị và các bạn, một vụ cháy nhà xảy ra vào ngày 2 tháng 10 vừa qua tại thành phố Đà Lạt cũng là thông tin khiến mọi người quan tâm. Theo nghi ngờ ban đầu thì nguyên nhân có thể là do cục sạc điện thoại. Vụ cháy xảy ra vào ngày 2 tháng 10 tại đường Cổ Loa, thành phố Đà Lạt đã khiến cho một phần ngôi nhà cấp 4 bị thiêu rụi hoàn toàn. Theo anh Trần Việt Hoài, chủ ngôi nhà cho biết, trước đó anh cùng vợ là chị Nguyễn Thị Nguyên Hà đi chợ. Tuy nhiên, do có hai con nhỏ đang ngủ trong nhà nên vợ chồng anh khóa cửa rồi gửi chìa khóa cho người hàng xóm. Khoảng 20 phút thì xảy ra sự cố nói trên. Rất may tại thời điểm xảy ra vụ cháy, người dân đã kịp thời dùng nước để khống chế ngọn lửa. Mặt khác, khi hàng xóm phát hiện ra hỏa hoạn nên đã sang mở cửa giải cứu cho hai con nhỏ của vợ chồng anh. Nhận được tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Lâm Đồng đã điều động lực lượng và phương tiện nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với người dân tham gia dập lửa. 10 phút sau thì ngọn lửa được cơ bản dập tắt. Theo vợ chồng anh Hoài, nguyên nhân ban đầu được xác định có thể là do chiếc iPhone trong lúc anh chị cắm sạc pin bị phát nổ, gây chập điện, dẫn đến cháy nhà, bởi vị trí đó cũng là địa điểm xuất phát của ngọn lửa. Thiết kế mán ăn đặt phía lối đi để dễ dàng trong chăm sóc. Vòi nước uống được thiết kế phía sau chuồng tự động và phải được xây vách ngăn, tuyệt đối không cho nước được rỉ, nhỏ giọt hay làm ướt môi trường chất độ. Đây là nguyên nhân căn bản dẫn đến môi trường bị giảm chất lượng, thậm chí không có tác dụng tốt.